Quang Huy rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện Cảnh Giác 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 để cùng theo dõi những câu chuyện có thật được tái hiện lại thông qua lời kể của nạn nhân và người chứng kiến. Qua đó thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể nâng cao tinh thần cảnh giác và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng có một cuộc sống no đủ nên có rất nhiều hoàn cảnh cần nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Bên cạnh những tổ nhóm hoạt động thiện nguyện thì cũng có đâu đó những kẻ lừa đảo lợi dụng việc từ thiện để trục lợi cá nhân. Chiêu trò, thủ đoạn và màn kịch mà kẻ lừa đảo dựng nên như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Quang Huy ngay sau đây. Ý, hai, Nam ghé con hả? Ghé cho sao không? Cho hai ly bạc xỉu đi con. Dạ. Trời ơi, mua quá trời lá chuối luôn, gói bánh hả hai? Mua lá chuối gì gói bánh ít, bánh tét hai gói rồi. Nè. Dạ. Biếu cho con cặp bánh tét Tết ăn cho lấy thảo. Trời ơi, cho con hả? Ừ. Vậy để con làm ly bạc xỉu đặc biệt, không lấy tiền cho hai. Dạ, chào hai ạ. Chào con. Dạ. Ủa, bữa nay con không đi làm hả? Dạ, hôm nay con được ốp. Dạ, chào chị lấy cho em ly trà tắc rồi ạ. Rồi, đợi chị xíu nha. Dạ. Rồi, chừng nào con mới nghỉ Tết? Dạ, cỡ 26 con nghỉ ạ. 26 nghỉ là cũng sớm ha. Dạ. Con làm cho bé nó trước nha. Nè, con em nè. Xin gửi tiền. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Con đi nha hai. Ừ. Dạ đây, của hai. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Ủa hai, hồi bữa con nghe nói cô Bin về nội chơi đúng không? Chắc nó khoái dữ lắm ha. Ừ, nó vui lắm. Một năm nó về được có một lần à. Nó mới vừa gọi điện về khoe với hai nè. Nó nói chưa Tết á mà nhận được tiền lì xì nhiều lắm rồi đó. Trời ơi, ảnh thấy cưng quá trời, ai mà không thương. Trời chắc nhiều lắm ha. Sao con, chuẩn bị Tết gì xong hết chưa? Dạ xong hết rồi. Vậy sao vậy? Không báo bà con sao bà con biết mà tới nhận được. Chị bực mình em lắm á nghe. Vậy đi. Ừ. Ừ. À, chào cô. Chào em. Dạ chào chị. Dạ. Xin tự giới thiệu. À, tôi tên là Loan. Dạ. Bên đoàn từ thiện á, bữa nay á là đoàn từ thiện tới chùa ấp của mình á để phát từ thiện cho mọi người. Ai hoàn cảnh khó khăn là đều nhận được hết á. Tưởng sao? Trợ lý kêu báo đã rồi, bây giờ báo là sớm trên báo rồi mà sớm mình chưa có báo. Cho nên em phải tới tìm để báo mọi người biết nè. Hay có gì á là cô hoặc em á có quen ai mà gia đình hộ khó khăn thì tới nhận. Mà năm nay á nghe, mà cái đợt từ thiện này á được Mạnh Thường Quân cho nhiều lắm. Có tiền từ nước ngoài nữa. Mỗi phần quà là được có 2 bao gạo, nước ngọt, còn tiền mặt là 5 triệu luôn đó. 5 triệu. Hoàn cảnh khó khăn là hỗ trợ cuối năm mà. Cho bà con có tiền xài Tết đó mà. Ủa chị, vậy giờ chị cho em hỏi cái nha, là nếu mà em đi báo cho mấy cái hộ nghèo á thì người ta lên đó người ta có cần chuẩn bị giấy tờ gì không chị? Giấy tờ không có rườm rà gì đâu. Thì nếu chung mình có được giấy chứng nhận mình hộ nghèo với hoàn cảnh mình khó khăn cứ lên nhận. Mình kê khai ra được mình cứ nhận. Phải tới mấy ngàn phần quà luôn. Trời ơi. Vậy thôi để hai đi cho bà con mình hay ha. Ai muốn nhận quà thì ra đó nhận ha. Ờ, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà cho hai hỏi một chút nha. Đi nhận giùm có được không? Tại vì bây giờ có nhiều người già yếu ở trong xóm mà người ta đi không có được đâu. Nhận giùm hả? Được á, nếu mà có cái hộ mà nói là hộ nghèo á, là tên, hộ khẩu đi có là nhận giùm được. À. Làm từ thiện mà, quan hỷ hết á, với cuối năm nữa, với 1,000+ phần quà lận. Không sao hết, cứ nhận giùm. Ủa, nhưng mà chị ơi, hồi nãy chị nói là nếu mà phát hết quà là thôi đúng không chị? Đúng rồi. Ôi vậy là không có được rồi chị ơi. Tại giờ chị báo gấp quá. Mà giờ em đi báo với lại mọi người á, thì mọi người muốn đi á nhưng mà không có xe đi, rồi đi lên trễ rồi mất hết quà cũng vậy à. Đâu phải lỗi của chị đâu, tại trợ lý của chị, chứ không mà báo từ hôm qua là mọi người chuẩn bị kịp rồi. Dạ đó. Bảo làm ăn vậy mới khổ. Bây giờ tính ra là cũng gần tới giờ phát quà rồi. Thì nói chung là cô với em nè, cứ đi thông báo được gia đình nào thì đi gia đình đó. Rồi xe đang chờ đầu hẻm nữa. Rồi cứ báo đi rồi lên trễ phát quà cho. Ủa, là chị có xe hả? Chị có xe, xe 15 chỗ luôn. Rồi vậy được. Trợ lý bám mới gọi cho mọi người nè chứ. Vậy nè Sáu,
Vậy là bay báo cho chú Hai với thím Bảy biết đi. Còn bà Tư Riêng nữa, bà không có nhà rồi sao nhận được đây? Không, Tư Riêng con có số, để lát nữa con đi lấy giùm cổ cho. Vậy giờ chị ra chị đợi chút xíu nha, chị có đi liền không vậy? Khoảng nửa tiếng, nhưng tiếng là chị đi đó. Thì dù ai có xe thì cứ đi xe riêng, còn không có xe đi chung chở đi cho. Mình làm từ thiện mà, chở đi đưa về tới nhà luôn. Dạ, làm từ tâm mà. đưa đi tới nơi về tới chốn ha. Dạ. Thôi ra ngoài xe nha, ví dụ cứ báo được ai thì báo, còn ra đi chung. Chứ không là không kịp giờ, tại vì đông người, 1,000+ người ta chờ trển rất là đông. Vậy rồi, nha. Rồi. Chị đợi em xíu nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Vậy để con gọi cho Tư Riêng. Để con nói cho bé Hiếu biết luôn. Cho nó biết đi con. Dạ. Để con gọi cho anh Tư con đã. Ổng bán ở gần chùa. Bây giờ con gọi con hỏi thử là ở ngoài đó có đoàn từ thiện nào không cho chắc. Ủa, bộ bay không tin người ta hả? Dạ. Ở cái khu mình từ nào giờ thiếu gì đoàn tới đây làm từ thiện? Không phải, bây giờ mình gọi mình xác nhận đi, rủi mất công mình đi lên chỗ anh không có ai, cái mình cực cái công mình đi về. Ha. Mình kêu người ta quá trời. Thôi gọi chút có tốn vậy đâu, thôi con gọi thử đi. Dạ, để con gọi anh Hai con. Đúng á, là xóm tôi á hay có đoàn từ thiện xuống tặng quà lắm. Nhưng thường á thì họ đem quà đến tận nơi tặng, hoặc là có đến tận nơi á nhưng là lên trên phường. Còn tặng như thế này á thì đây là lần đầu. Tôi cũng có gọi hỏi nhờ ông anh á, và anh cũng nói với tôi rằng á, hôm qua anh có nghe nói là sáng nay có đoàn từ thiện xuống phát quà. Thế là tôi cũng tin thật, không hỏi thêm cho rõ. Tôi mới báo với bà con trong xóm, và khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau á, thì xe của người phụ nữ đó chở chúng tôi đi. Ba em ngồi sau là đi nhận giùm luôn hả? Dạ, ba em này là nhận giùm hết á chị. Tại nhà có người bệnh đi không được. Tôi biết rồi, nhưng mà nói là quận nhận quà xuân nhưng mà thực chất cũng là quà từ thiện. Thì thường á họ ưu tiên cho người có hoàn cảnh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trước. Mà thấy mọi người đi nhận quà mà ai cũng đeo trang sức nhiều quá. Dạ đâu có sao đâu, mình đi nhận giùm mà, họ hoàn cảnh khó khăn lắm. Mình nhận giùm mình biết, nhưng mà trong đó rất là đông. Nhiều người khác họ nghèo rồi xong bên họ từ thiện cũng đông nữa. Rồi họ nhìn thấy mình đeo trang sức vậy á, rồi đôi khi họ xét né này kia rồi họ không trao, rồi uổng công mình đi lắm á. Hay là vậy, mọi người cứ tháo ra cất vô đi, rồi chút xíu nữa rồi nhận xong rồi mình đeo lại có sao đâu. Đưa cho bé này giữ giùm nè. Nghĩ đi, vô trong đó mà mình đeo cái này mình đi nhận quà từ thiện nó kỳ lắm. Đôi khi tao có chụp hình kỷ niệm này kia rồi nó đưa cho họ mạnh thường quân họ kỳ lắm á. Dạ. Cổ nói cũng đúng á. Mình đi lãnh quà từ thiện mà mình đeo vòng vàng vậy nó kỳ lắm Sáu ơi. Dạ. Thôi không mấy rồi, giờ tháo ra cho con giữ cho. Cho Sáu giữ nha. Dạ, giữ giùm nha. Dạ. Nhiều khi người ta quay phim nữa rồi cái đường nhiều khi phát sóng lên cái mấy người khác là trời ơi dân gì giàu có để nhận quà từ thiện nó rất là kỳ. Cứ là cất vô đi rồi xong mình nhận xong mình đeo lại có sao đâu. Dạ. Bé này giữ giùm mà. Vì mọi người đưa vàng cho tôi giữ nên mọi người cũng yên tâm, tôi cũng yên tâm. Nhưng chính tôi cũng không ngờ đây mới chỉ là bước thứ nhất. Rồi cái mấy cái sổ mà hộ nghèo á cứ gom lại, rồi một chút xíu nữa mình vô mình đăng ký ra, tại vì cho danh sách thì nó ưu tiên nó dễ hơn. Dạ. Không đông người lắm rồi chờ rất là lâu. Dạ rồi, dạ đây em đưa. Đây đây đưa cho chị đi, chị đưa cho. Chị vô chị ghi danh sách hết nha. Dạ rồi. Rồi. Cái này ha. Dạ dạ. Sắp tới rồi đó. Khi mà tới chùa mọi người nhớ xuống sân rồi đi thẳng ra sân sau luôn nha. Để mình tập trung ship hàng, tôi ghi danh sách xong nhận quà luôn. Dạ chị. Ủa mà mình không lên cổng trước, mình cổng sau hả chị? Thì mình vô cổng trước nhưng mà ra sân sau để đánh quà. Tại đông người lắm, nay tận mấy trăm người luôn mà. Quà nhiều ha. Vậy lát Hai nhìn phụ con nha. Trời ơi, chứ cái này mà mất cái là chết luôn. Rồi, tới chỗ rồi nha. Rồi, tới chỗ rồi. Mọi người xuống xe đi thẳng sang sau đi nha. Đi sao đó chị? Đi thẳng ra sau luôn ha, tới rồi. Đi ra sao sao à? Đi ra. Rồi. Đi sang sau luôn nha. Ủa nó đông đúc dữ lắm luôn á. Phải ship hàng mới nhận được. Còn đâu phải ai cũng phát đâu. Dạ. Hoàn cảnh khó khăn phải biết phát. Đi thẳng ra sau đó cô. Dạ đúng rồi.
em. Dạ dạ sao chị? Em đưa giỏ chị giữ cho. Ê, dạ thôi được rồi, để em tự giữ cho, không sao. Trời ơi, vô trọng á, người ta phát cho mình á tới 2 bao gạo, rồi nước ngọt, rồi đông nhiều đồ lắm. Nếu mẹ em ôm đồ rồi vậy sao ôm được. Dưới em biết không, bên từ thiện đôi khi người ta nhìn em vậy người ta xét nét còn khó trao lắm. À, nhưng mà chị có đi theo em không hay là chị đứng ngoài đây vậy? Chị đi với em chứ, vô trọng là chị ký danh sách cho mọi người nhận cho nó nhanh hơn mà. Đi chung với em mà. Vậy chị đi chung rồi đúng không? Ờ à, đúng rồi, chị vậy thôi, chị giữ giùm em. Đúng rồi, chị đi chung dạ, ha. Dạ, à, đi đi. Dạ, đi đi, à, đi, đi. Chia sẻ thiệt với mọi người là lúc đó tôi tin bả lắm. Từ cách ăn mặc nè, cách nói chuyện, cách hành xử đều rất là chân tình. Tôi không nghĩ là một người đang làm từ thiện mà có tâm địa xấu như vậy đâu. Thiệt tình không biết sao, lúc đó tôi không có kịp nghĩ gì hết á. Bả nói nghe thì cũng đúng, nên tôi mới gửi cho bả giữ. Nghĩ là bả đi theo mình vào đó, nghĩ là bả người của đoàn từ thiện. Ê, chị có điện thoại à? Dạ, dạ, dạ. Alo, alo, ừ, ừ. Em đi đi. À, dạ, dạ. Ờ, dạ. Em vô trước đó, chị vô sau nha. Em vô trước chị. Khi vào sân sau của chùa thì tôi với mọi người mới đều hốt hoảng, vì không có một ai hết á. Hỏi ra mới biết làm gì có đoàn từ thiện nào xuống phát quà xuân. Lập đặt quay trở ra thì không thấy bả đâu nữa. Ủa, ủa xe bả đó đâu? Ủa, xe dạ? Đâu rồi? Đi đi bả đi đâu rồi? Dạ dạ đi qua. Ủa, anh Tương, anh gì? Anh gì? Sao em vô chỗ mà em không thấy đoàn từ thiện nào hết vậy? Tao đâu có biết. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Ủa, anh có thấy cái bà mà hồi nãy đi chung với tụi em, bà ở đây nè, anh thấy đâu? Cái trời, bà không ở đây nè, sáng giờ tao buôn bán mình đi xuống biết bà nào. Cái bà trắng trắng đó. Bà trắng trắng ở búi tóc giống gì hai nè. Tao đâu có biết bà nào tao đứng buôn bán. Lúc buôn đây nhìn. Vậy sao vậy hai? Trời ơi. Gì kỳ vậy? Bây giờ quà không có, người không thấy, vàng vòng mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi. Khoan, chị hai, vàng vòng là mất là sao? Trời ơi, là như vậy nè, tụi tôi đi vô trỏng lãnh quà từ thiện. Dạ. Mà đeo vòng vàng nó kỳ quá đi. Dạ. Bả mới kêu tụi tôi lột ra, mà tôi lột ra tôi đưa cho con nhỏ này giữ giùm. À. Rồi xong rồi cái em tính đi xuống, cái tự nhiên bả dặn em hả là đưa cho bả giữ cái túi đi để vô đó. Xách quà nhiều lắm, gạo gì tùm lum hết. Tưng khinh còng kềnh để bả giữ cho. Giờ vô không thấy gì hết trơn. Trời ơi, vàng vòng mà mày đưa cho bả giữ giùm là sao? Thấy bả là bên đoàn từ thiện thì tưởng mới đàng hoàng, mình đưa bả giữ mình tin tưởng. Ơi. Tài sản cá nhân của mình đi giao cho người lạ giữ. Rồi bây giờ mày ra hỏi tao, tao biết bà nào. Nhưng mà cũng anh không à. Em đã chắc nịch, em gọi điện cho anh để em xác nhận. Cái xong rồi anh còn nói là có đoàn từ thiện ngoài đây, em mới dẫn mọi người ra. Ừ thì tao nói đó. Thì hôm qua có cái bà tới đây. Ừ, nhớ nha, hộ là hoàn cảnh khó khăn mới gặp được. Ừ, mới nhận được nha. Quà cuối năm á, về ăn Tết. Ừ, vậy nha, nhớ nha, khoảng 10-11 giờ đó tới xếp hàng nha. Ừ, vậy ha. Khoảng 11 giờ, là lúc đó tao phát luôn á. À anh, ngày mai á có đoàn từ thiện tới đây phát quà đó. Anh nhớ là anh báo với mấy hộ mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn á, hộ nghèo á, rồi họ phát cho người cái túi quà cũng nhiều lắm á, rồi có tiền mặt nữa để họ ăn Tết nha. Dạ, tới anh, đây hả chị? Tới chùa mình nè. Rồi bên mảng này em báo hết rồi, với em cũng gọi một số người quen, anh cũng vậy nha. Dạ. Khoảng 10 giờ tập trung đi, 11 giờ ta phát đó anh. Rồi, dạ cảm ơn chị. Dạ dạ em nhớ nha anh. Dạ. Ê Phan, cái bà đó bà ốm không? Bà ốm, bà có búi tóc. Búi tóc giống gì vậy hả? Ốm, trắng trắng. Em nhớ bà cái tay bà có một cái bớt bự lắm. Mà nó nằm bên nào cũng không nhớ. Khoan. Nhưng mà nhớ hoàn cảnh khó khăn nha, phải nghèo tao mới phát đó. Chứ còn sang trọng tao không phát đâu. Dạ dạ, vậy nha. Mày nói cái bà đó ốm. Đúng rồi. Thấp hơn anh đúng không? Đúng. Có cái bớt ở bên tay. Mà không biết tay nào. Tay phải. Xe đi chờ sẵn ngoài á. Nếu mà ai có xe thì đi riêng, còn không có xe đi chung tôi đâu phải tôi chờ nha. Khoảng nửa tiếng nhân tiếng là xe chạy đó. Dạ. Mọi người ha. Dạ dạ. Tôi đi nha. Dạ dạ. Đó, tao nhớ tay phải. Đến đây thì tôi đã mới hiểu rồi.
kế hoạch của bà rất là bài bản luôn. Ban đầu bà đi lòng vòng khu vực quanh chùa để báo tin là có đoàn từ thiện phát quà. Xong cái bà ghé mấy cái khu xóm gần nhà, rồi xóm tôi là điển hình nè, dẫn dụ mọi người đi lên xe bà để bà chở đi nhận quà, rồi bài kế để bà con mình đưa tài sản cho bà giữ giùm. Tôi lên trình báo công an, 2 ngày sau thì bà bị bắt. Đúng như những gì tôi nghĩ, bà đã lừa rất nhiều người với trò giả danh từ thiện. Ai cũng có tâm lý như tôi á, nghĩ là bà đi làm việc tốt thì sao có tâm địa xấu được. Địa điểm mà bà dẫn dụ bà con tới thường là những nơi vắng vẻ, có sân trước sân sau. Khi đến nơi bà thuyết phục đưa tài sản cho bà giữ, rồi tìm cớ để bà con vào trong trước, bà ở hoài, leo lên xe bỏ trốn cùng với tài sản. Thế mới biết, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Người phụ nữ đã đóng một vở kịch khá hoàn hảo. Qua tình huống này, Quang Huy mong rằng quý vị hãy thật sự cảnh giác trước những lời mời đi nhận quà từ thiện. Cẩn trọng hỏi thăm thông tin về việc phát quà đã thông qua chính quyền địa phương hay chưa. Và quan trọng nhất, không giao tài sản có giá trị của mình cho người khác với bất cứ lý do gì. Mọi lời đề nghị giữ giùm tài sản đều cần phải đặt nghi vấn để tránh tiền mất tật mang. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Còn Huy rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16h40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn Huy luôn mong mỏi sẽ nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những câu chuyện lừa đảo mà quý vị gặp phải thông qua email của chương trình truyenganhgiacvn@gmail.com. Chúc quý vị sẽ có ngày nghỉ cuối tuần thật bình an, hạnh phúc. Còn Huy xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.